Chào mừng các bạn đến với kênh U Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 15 tháng 6 2021, năm thu quay trở lại là vườn kiển An Quảng, là tọa lạc tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn một số tác phẩm này dùng muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm thu cũng chỉ làm clip thôi, mình không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi trên Quảng theo số điện thoại là 0866293979 các bạn ha. Bây giờ nông thôn mời các bạn chúng ta gặp lại anh chàng quản quen thuộc của vườn kiển An Quảng. Rồi Quảng ơi. Rồi chào Quảng. Vâng, em chào anh. Hôm nay lại là đến ngày clip của em, thì là anh lại tới quay giúp cho em, thì là em cảm ơn anh. Đến hẹn lại lên là chúng ta lại gặp nhau trong những khung giờ quen thuộc. Thế thì cảm ơn anh, cảm ơn tất cả anh em trên mọi miền đã ủng hộ cho vườn kiển của em một ngày một phát triển. Em xin cảm ơn tất cả anh em, chúc anh em là thật khỏe mạnh để có sức để chống với cái dịch bệnh năm nay quá trời luôn. Dịch bệnh hẳn ha. Cảm ơn tất cả anh em, chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình. Rồi, trước khi chào hàng những cái tác phẩm của mình, Quảng vui lòng nhắc lại cái hình thức kinh doanh của nhà vườn mình đi Quảng ơi. Vâng, thì em báo cáo với anh là em báo cây giá thì em báo giá tại vườn thôi, chứ em không có bao ship anh ạ. Đấy, thế mới cái thứ nhất. Cái thứ hai đến là cái chậu đỏ như thế này thì là chúng em không có đóng ship vào, là chúng em không có đóng. Chúng em sẽ rổ cây ra để bó bầu thôi, bởi vì cái vườn của em là cây là đã được nuôi dưỡng thuần chậu rồi, thì em mới giao lưu với anh em, nên là anh em cứ an tâm, là không có sợ gì về cái chuyện mà bảo là cây yếu với cây khỏe. Tuy nhiên chính là cây về đến vườn các anh là cứ an tâm mà không có sợ. Cái thứ hai nữa là thực sự ra là anh em thông cảm, là trong cái mùa Covid như thế này thì là anh em cũng thông cảm cho em, là cho em cố gắng, là nếu như anh em nào mà đã chốt cây thì cố gắng là để ý đến cái số điện thoại khi người ta đã giao cây á, nhà ship người ta giao cây, thì là anh em cố gắng là làm sao để liên hệ lấy cây về hộ em ấy, chứ đừng để ở trạm lâu quá thì cây nó có ảnh hưởng tới những cây mất. Anh em thông cảm về cái chuyện đó, mình cố gắng giúp vợ em ấy nhé. Em cảm ơn anh. Rồi cái hình thức chốt cây của mình. Vâng, thế còn cái chốt cây thì là anh em chốt cây cho em xong thì là cho em xin ứng trước anh em ấy là 50-30% gì đó. Để cho em cái thứ nhất là em lấy tiền em mua gỗ đóng thùng cho các anh. Cái thứ hai nữa là để làm lòng tin. Để tạo lòng tin cho nhau các bạn. Vâng, đấy, làm lòng tin cho nhau, cho anh em để thông cảm. Không phải bảo có cái cây có vào hơn triệu bạc mà phải bắt đặt cọc với nọ kia thì nó cũng không phải hợp lý cho lắm. Các bạn thân mến, thì dạo này gần đây có một số cháu nhỏ đó thường xem clip, xong rồi mấy cháu nó nghịch ngợm đó, xong rồi đặt chốt cây. Nếu mà chúng ta không có cái tiền tin đó thì có cháu thường đặt cái cây chuyển đi rồi không có người nhận. Một số nhà vườn nó gặp trường hợp đó, thành ra các bạn thông cảm cho nhà vườn ha. Rồi thôi, bắt đầu mình tiến hành làm việc đi Quảng ơi. Vâng, thế em xin báo anh là hôm nay em báo cây sung này. Cây sung nó quá trời trái luôn anh ơi. Rất là nhiều trái này, em to cái gốc này đi. Cây này hôm nay là nó rất là nhiều trái. Cái hoành gốc của nó được 54 anh ạ. Chiều cao của cây này là được 75. Chiều rộng của nó là 72 ạ. Cây này là cây số 1. Cây số 1 này là có giá là 1.800.000 1.800.000 cây số 1. Cây sung số 1, cây đang thời kỳ sung mãn trái quá trời luôn. Quá trời trái luôn đấy. Cây số 1. Đây là trái hoàn toàn tự nhiên nha các bạn. Anh em nên lưu ý là cái sung là nó trái thì nó có trái là nó chỉ trái được chùm chùm như thế này thôi. Chứ nó không phải là có cả cái cây là nó đầy trái, là trái đó là trái gắn đấy. Cái cấy vô ha. Và nó cấy cho ta cấy cho nó gắn cho 502 đó. Đó. Còn sung thường thường là nó chỉ có từng
trái trái chùm này, nó chùm thế này, nó rải rác thôi chứ nó không có bố trí dày đặc như như cây trồng đất dày đặc như là cả một cái thân cây này nó đầy chặt trái này, không phải đâu. Nếu mà cây trồng trọn mà dày đặc trái là các bạn xem kỹ là ha, chỉ ở ngoài đất thì mới được vậy thôi chứ trồng trọn thì hiếm có cây nào mà được đạt như vậy. Thì các bạn lấy nó như thế này thôi, kể cả như ở cành nó cũng có trái mà ở thân nó cũng có trái như này mới là đúng, chứ mà cứ đặt dày đặc ở dưới thân này không nên là nó là cây. Thôi được rồi, cho đi đi. Dày đặc là mấy cây được qua thẩm mỹ hả? Cây số 2. Vâng, em cây số 2 ạ. Cây tùng Đài Loan. Vâng, cây tùng Đài Loan là cây tùng hạt đây anh ơi. À, tùng dòng từ hộp ha. Vâng, dòng từ lúc hạt nó dòng quay cái gốc là khi ống kính. À, ok. Cái gốc nó thì chỉ chừng em đo đi. À, báo cáo luôn. Cái gốc này là nó chừng 10 à. Đấy. Rồi nó vào 11 anh ơi. À. Chiều cao của cây này là nó được là 68. Chiều rộng của nó cũng 68 luôn. Là cây số 2 này là có giá 1.2 triệu ạ. 1.2 triệu, cây số 2. Vâng, cây số 2 này có giá 1.2 triệu ạ. Cây tùng hạt đấy, nó già quá trời luôn này này. Tay chân nó gần như bằng thân luôn. Đi đi. Đi đi. Cây số 3. Cây số 3 là cây kim quyết đây anh ơi. Quyết. À, hôm nay này em sẽ tạo có một nước dây thôi. Cây này hôm nay là có một nước dây thôi thì em đo để em bán giao lưu cho anh em này. À, cây này là hoành được 26. Chiều cao của cây này là được 31. Chiều rộng là 54. Đấy, cái cây này là cây kim quyết. Thế em giao lưu cho anh em là cây này là giá là 1.6 triệu. 1.6 triệu. 1.6 triệu. Cái gốc kim quyết này được như này là cả vấn đề đấy anh ạ. Lâu lắm kim quyết nó mấy chục năm đấy. Kim quyết nó lên nhanh nhưng mà gốc nó phát triển chậm đúng không? Vâng, nó được một thân một gốc như này là mà dáng như này là cả vấn đề đấy. Lâu lắm đấy. Mấy chục năm mới được cây này đấy. Cây số 4. À. Cây cũng là cây kim quyết luôn anh ạ. Cây một cốt là mấy chục năm, còn cây hai cốt là mấy trăm năm hả? Cây này cũng ác chiến lắm, cây này cũng lâu lắm rồi đấy. Đấy, cây này là hai thân nè. Một cốt hai thân. À, một cốt rồi. Cái một cốt này của nó được đi 33. Cái chiều cao của cây này là nó 68. Cái chiều rộng của nó là 70. Đấy, là cây này là kim quyết này cũng có giá 1.8 triệu luôn. Cây số 4. Số 4 là 1.8 triệu. Vâng, cũng là 1.8 triệu luôn. À. Này kim quyết Việt Nam đúng không? Vâng, này hàng Việt Nam đây. Cái này nó đang chuẩn bị phát bông có trái này nè. À, cao. À. Này hàng Việt Nam chất lượng cao không? Vâng, đấy. À. Anh bảo kiếm được cái gốc, kim quyết mà được gốc như thế này. Ác chiến này cơ mà. Cái bệ như này. Cái bệ của nó như tới những bệ tới những 52 cơ mà. Đẹp tiếng. Rồi đi đi. Đẹp bán chị uổng vậy. Cây số 5. Thôi em cũng giao lưu cho anh em để hỏi. Hỏi khó ông quản hoài phải không? Không ạ. Cái cây này cái cây nguyệt quế anh ạ. À. Nguyệt quế à, cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Cây nguyệt quế lằng ngoằng rễ đế như thế này. Bé bé xinh xinh ha. À. Đấy, em đo cái thân này xem sao. Cái thân này được có 15 rồi anh ạ. Chiều cao là 50. Chiều rộng là 59. Cây này là số 5. Phải số 5 không? Dạ số 5. À, cây này là có giá 1.2 triệu ạ. 1.2 triệu. À, đấy cây ngược quế. Nó không có sẹo anh ạ. Sẹo nó cứ dần dần nó cắt đi. Rồi bây giờ là nó vót cây trông cái này nhưng mà bé nhưng mà rất là thuần đẹp đây nè. Rồi đi đi. À. Ngược quế. Cây số 6. Vâng, là cây số 6. Hàng này mình bó bầu hay chuyển chậu? À, như cây này là chúng em chuyển cả chậu luôn nè. À, chuyển cả chậu. Những cây nào mà nó thuộc vào cái chậu của cây số 6 mà. Cây số 6. À, nó có cái chậu như thế này, chậu sành thì này chuyển cho cả chậu. À, cây này là hoành là 16 này. Cây này là cao là 60.
lúc là 62. À, cây này có giá là 1.400.000 ạ. 1.400.000 cây số 6. Cây số 6 1.400.000. À. Cây số 7. Cái này giờ cái bệ này đo kiểu gì đây? Đấy. À, em đo cả cái cụm này đi cả. Cả cái cụm này là được có 33. Còn đo một thân này đi em. Đo một thân này là 19. À, cao 60, rộng 63. Cây số cây số 7. 7. Cũng có giá 1.400.000 ạ. 1.400.000. Đây đấy chưa ông ạ? Một cuối tuyệt rồi. À, đi đi. Cây số 8. Cây số 8. Một cuối hoành 26. Cao 53. Rộng 62. Cây này số 8. Cây số 8 ạ. À? Cây số 8 hay cây số 7? Số 8. À, cây này cũng có giá là 1.400.000 ạ. 1.400.000 cây số 8. Đi đi. Nặng 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 đấy trời, khiến lên. Từ từ, từ từ quá. Cây số 9. À. Để cập xương sống là khổ đấy. Cây này hồi này em yếu quá. Yếu quá không? Có yêu nhiều không yếu vậy? Chắc yêu nhiều lắm hay sao? Đấy, cây này hoành có 27. Chiều cao cây này là 104. Tán rộng là 70. Đấy, rất to xác anh ạ. Bông rất là nhiều. Thơm ơi là thơm. Việc Huế thì nó có bông mà hầu như quanh năm. À, cây số 9 này là giá 1.300.000. 1.300.000. Đi đi. Cây số 10. Số 10. Cây số 10. Cây số 10 này cái bệ đế này anh nó trông nó như là con khủng long. Cái hoành của nó là được đi 22. Chiều cao của nó là 83. Chiều rộng là 84. Cây số 10. Cây số 10 cũng có giá 1.300.000. 1.300.000. Nào nào đây. Nó dưới kìa. Nó còn dưới đi. Nó trên dưới. Kim bốn dưới. Cây số 11. Cây số 11. Cây gốc của nó là được đi 26. Chiều cao của nó 88. Chiều rộng của nó là 74. Đấy. Cây này cũng có giá là 1.300.000. Cây số 11, 1.300.000. 11. Cây số 12. Bên này là hoành 24. Cao 90. Rộng 79. Cây số 12. Cây số 12 này cũng có giá 1.300.000. Cây số 13. Cây số 13. 13 cũng mà chưa thấy. Mà ơi xin lỗi Việt Quế, nhìn cái nhìn đi Việt Quế mà cái nó mà chưa thử già rồi. Cái đĩa này đẹp lắm. Già lẫn thẫn rồi. Cái này là hoành 22. Cao 71.
Trung 72. Cái này là số 13 là có giá là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu. Đây. Bắt đầu em lại có cái nước linh sam anh ơi. À, tiếp tục chào với các bạn là cái lô linh sam lá trung này bông màu tím đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cái này chuyển sao, chuyển chậu hay bỏ chậu lại? Cái này là chuyển cả chậu luôn anh. Đấy, cái này là 29. Cái này là 58 cao. Rộng là 70. Rộng là 67 ạ. Cái số 14. 14. Rồi, dạ có 1 triệu anh ơi. 1 triệu. Cây số 15. Cây số 15. Số 15 hoành cây này là 24. Cao là 62. Rộng là 68. Cây số 15 là 1 triệu ạ. 1 triệu. Cây 16. Hoành cây này 32. Cao 53. Rộng 58. Cây 16 cũng có giá 1 triệu. 1 triệu. Đây. Cây 17 có cái trang kia. Trang trang trước. Trang hồng phấn mãi trong rồi. Lát còn 2 cái trang kia nữa. Cái hoành đế của cây này là 30, cây khế anh ơi, tôi hàng thế đó. À, tiếp tục chia sẻ các bạn là lô khế gân. Vâng, cái dòng này này em bỏ chậu ra này anh ơi. À, cái này bó bầu. Vâng, cái hoành là 30 này. Chiều cao của nó là 64 này. Chiều bay đổ của nó là 79 này. À, cây này là 17. Có giá là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 cho cây khế gân. Vâng. Rồi đi đi. Bằng mã số 17 mà chúng ta tiếp tục. Cây 18. Cây số 18 này. Một cốt hai thân. À, một cốt này. Là song thủy hả? À, đúng rồi ạ. À. Đúng không? Đúng rồi. Rồi à. Số cây này là khoảng 29. Cao 110. Rộng là 83. Cây này có giá 1 triệu 2 ạ. 18 triệu 2 cho khí khăn. 18 1 triệu 2. Vâng, 1 triệu 2 ạ. Đi đi. Cây số 19. Cái lô này là đồng giá này. Hai thân ạ. Một cốt 2 thân. Hai thân này, một bệ này, hai thân này. Đi 3 thân này. Cái này em đo xem là nó là bao nhiêu. Tất cả toàn bộ của nó là 53 anh ạ. Chiều cao của cây này là 74. Cây này đẹp lắm đây. Này xong lên trái thì thôi rồi. Lấy xe rùa ra đẩy cho nhẹ. Cây này là 68 ạ. Có trái là thôi rồi lượm ơi. Cái lượm trái không thôi gì không? Để nói. Có trái là thôi rồi. Cây này, là có giá 1 triệu rưỡi anh ơi. 1 triệu rưỡi. Cây số 19. Bắn khế là kèm theo cái túi nha. Vâng, để ta lấy cái túi. Kèm cái túi để ta đổi khế lấy vàng đó. Vâng. Cây 20. Cây này là một cốt nè. À, một cốt. Vâng. Cây này thoát thân khoảng 20 rồi. Vâng. Cây này một cốt này, cây này ác chiến lắm. Cây một cốt này hoành 34. Chiều cao 69. Rộng 74. Ồ, cây này có hai trái. Cây số 20. 20. Cây này cũng có giá 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2. Vâng. Cái đi. Cây giống khế gân mà khế gân nâu ấy. Cây 24. Cái gân nâu này nó có cục này. Cái này chơi bonsai nhìn nó hay hơn ha. Vâng, nó thế bình minh mà. Ừ, thế da trơn thì nhìn nó không đẹp, thế gân này nhìn nó ấn tượng ha. Nó chơi bonsai. Còn thế bẻ thì là nó
nó có từ muối muối một cái này, cái Bình Minh, cái kia cây nào cái này là 29 hoành cao 77 rộng 72 cây số 21 cây này cũng có giá 1.2 triệu à? 1.2 triệu Thôi đi đi anh cho đi bị hai bị hai đấy đấy nó có trái đây này anh này đó hai trái đấy hai trái cây nắp cây thân của cây này là 27 chiều cao là 77 chiều rộng của cây này là 74 cây số 22 số 22 này cũng có giá 1.2 triệu 1.2 triệu 23 đây là một cụm rừng đấy anh, nó một thân một 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 bệ nhưng mà nó nên thành cụm rừng đó. À, này là một gốc hả? Và một gốc đó, một bệ của nó luôn đấy. Mày 51 đây, để em đo cho một thân này đi. Ok. Thân cái này đi, cái thân cái của nó là được đi 23 chiều cao là 62 tàn rộng là 69 cây này cây số 23 23 có giá 1.2 triệu ạ 1.2 triệu cây 24 số 24 quay góc về hướng ống kính vẫn đây vâng 24 đây hai mươi bốn nào hoành đế 32 cao 60 rộng 74 cây này cũng có giá 1.2 triệu 1.2 triệu cây số 24 cây 25 cây số 25 cái này nó một bệ đây anh ạ, thế nhưng mà em chỉ đo một thân này thôi. Đấy. Một bệ của nó đây này. Cái này mà đưa vào cái đĩa xong nó nổi đễ lên nhặt lắm đây này. À, không có đưa vào, không có đưa trộn mỏng. Cây này là hoành 26. Cây cao 54. Này 69 ạ. Cây này cũng có giá 1.2 triệu cây số 25 1.2 triệu có cái ông em ở ngoài Hà Nội á ở Hà Nội này anh cái anh mà ở ngoài Hà Nội là để ý cái nhíp này nhé là cái lô khế này đấy là giao giao nếu như mà anh lấy tất cả cái lô này đó thì là điện vào hộ nhá. Nếu các bạn lấy nguyên lô thì các bạn điện trực tiếp chủ vườn sẽ có giá ưu đãi không? Vâng vâng dạ. Cây này là số 28 26 à cây hoành là 28 hoành 28 cây số 26 vâng. Chiều cao là 78 chiều rộng của nó là 84 cây số 26 26 đấy rồi đi. Đi giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu giá là 1.2 triệu ạ 1.2 triệu thế anh ngoài Hà Nội đợt vừa rồi ấy, là điện bảo lấy khoảng hơn chục cây đó thì cái đợt này nó quay đấy mà. Anh để ý hộ cây nhá. Đây cây bông trang màu tím màu sen ở cây sen hồng phấn hồng phấn, phấn, hồng phấn một cốt 27. Vâng cây một cốt này một đó. Cốt được này chế tác tàng thông thấy luôn ha vâng đó cái này các bạn dưỡng tàng thông đẹp cái bộ đế của nó đẹp lắm anh ạ đây này quá quá cái thân của cây này là được đi 14 anh ạ chiều cao ở từ mặt bầu nên là nó được 117 tàn rộng của nó là được 65
là cây này là ó là ai giờ này em xin là giá là 1,5 triệu đổ chậu ra nhá, 1,5 triệu cây bó bầu, bó bầu đấy 1,5 triệu rồi đi đi, chỉ cần nói cây có bầu là ta biết liền phải không? Vâng. Cây số 28. Đấy, cây này thế này, cây này anh thấy không, cây trang vàng đây, một cốt một thân một cốt cái bệ này mà em mà cắt đi làm bonsai thì tuyệt vời quá, mà thời gian không cho phép anh ơi. Cái này anh nào về mà cắt đi là củ này là ra tiền lắm đấy này. Bận biểu quá hả? Vâng. Sao bữa hổm thấy ông karaoke với cô nào mà. Vâng, cây này là hoành 21. Một bệ đấy. Này là 88 này. Cao. Rộng là cũng 88 luôn này. Cây này là em bán theo cái giá của là lấy gốc thì là có 1,6 triệu ạ. 1,6 triệu cái chân vàng nha các bạn. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta chân đỏ. Vâng, cây chân đỏ có một cốt luôn ạ. Hồng có rồi, vàng có rồi, đỏ nữa. Giờ còn cái còn màu gì nữa không? Còn màu gì nó xuất chiêu hết đi. Đấy. Cái này một cho cây chân học vấn kìa. Cây này có 9 à. À. Cái này tính chậu luôn anh ta. Có 8 luôn. Cái này bó bầu hả? Vâng, cái này bó bầu luôn đi. À. Cái này bó bầu lên ui. Cây này bó bầu cây này thôi tính anh 900. 900 bó bầu. Tiếp nghe cây số 29. Còn nếu các bạn muốn chậu thì thương lượng là sao ha? Vâng, cái chậu này thì cái chậu này nó đắt ngang với tiền luôn. Đúng rồi, đúng rồi, anh Năm nhìn. Phải 8-900. Anh Năm nhìn biết chậu thứ quý phải không? À vâng, đúng rồi. Chậu cổ á, Năm nhìn biết mà. Rồi cho đi đi. Rồi, lại tiếp tục cây em đại có hồng phấn này. Số 30. Trang này kêu mình trang gì quên rồi. À, trang này Mỹ Hồng. Mỹ Hồng ạ. Mỹ Hồng. Đấy. Cây trang này này em có 30 cây. À. Anh em nào mua thì là cứ liên hệ. Em cho một cây này thôi. Một cốt. Cái hoành của cây này là giá hoành là 11. Hàng một cốt nha các bạn. Cái hoành là 11. Chiều cao của cây này là sơ sơ là 108. Chiều rộng của cây này là 88 ấy. Em quay một cây thôi. À, quay một cây tiêu biểu các bạn ha. Vâng. Còn em có 30 cây. À, 30 cây mà cũng chạng này luôn hả? Vâng, cũng đều một chạng luôn. À. Cây để giá bao nhiêu? À, giá 1,6 triệu. 1,6 triệu. À, tiếp tục chúng ta để chào giá cây truyền thống của nhà vườn. Vâng. À, mai đèn lá lớn. Cây mai lá lớn. Mai đèn lá lớn. Vâng. Hôm nay này em giảm cho anh em. Giá sale. Giá sale. Cây này là 36 hoành. Chiều cao của cây này là 73. Chiều rộng của cây này là 63. Đấy. Cây này hôm nay còn giá là báo là em còn 2,7 triệu đấy. 2,7 triệu cây 31. 2,7 triệu. 31. Đấy. Ngoài đèn đã lớn các bạn ha. Rồi. Giá rất là phù hợp. À. Cây số 32. Này nó đi cả chậu luôn đấy anh. Ờ à, ok, hàng chuyển nguyên chậu nha các bạn. Cây này hoành 38. Cao 70. Rộng 69. Đấy. Cây số 32. 32. Cây này cũng có giá 2,7 triệu. 2,7 triệu. Thôi cho cây này đi đi. Đấy. Cây số 33. À, tiếp tục số 33. Thời gian nhiều không anh? Tục đi. Cây 33 này. Cho tiếp đi. Cây 33 cái bệ đế này là em đo cả bệ đế luôn là nó gần như là kín bầu chậu này. Là được đi 113 này. Đây cho nên vào. Đó, đo cái thân trên này thì như đo như thế này ấy, thì là nó đo như thế này ấy, là đo thấy là nó là 58, mà đo cổ như thế này á thì là nó là 30. Bệ đèn đã lớn nha các bạn. Vâng. Chiều cao của cây này nó là 54.
chiều rộng là 67. Cây này là được cắt giật anh ạ. Ừ, cắt giật. Nuôi chứ... theo kiểu cắt giật ngoài Bắc đấy. Cây này giờ... cây là cây bài mà. Cây này cây dáng trực mà hả, trực lắc hả? Vâng, cây này dáng trực hơi lắc chút. Vâng, nó trực siêu đây. Siêu siêu lắc lắc. Nó giờ nó chỉ có một cái sẹo và một cái lỗ. Vâng. Thì nói chung là nó cũng còn tí sẹo đây nữa. À, với cái gốc cây có cái lỗ ha. Vâng. Đấy. Thế là cây này là em xin báo với anh em là em lấy giá 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu cây số 33. À, rất là chắc cây ha. Vâng, cây này thì phải nói rồi. Chắc cây. Rồi, ok. Vâng. Rồi chúng ta chào hai cây nữa đi. Vâng, cây này cái nữa. À, hai cây. Cây 34. Cây 34. À. Cây này thì cây tàn bay anh ơi. Tàn bay à, cũng là đen đã lớn. Vâng, cây này cũng là mai ra đen, lá lớn đây. 34. Mày cứ chọc nó đang ra mầm của ông này. Trời chứ mưa. Cây thân của cây này là đi ngoài là đi 41. Cao là 70. Tàn đổ bay của nó là 126. Cây này là có giá là 3,5 triệu ạ. Cây 34 3,5 triệu. 3,5 triệu cho tác phẩm bằng mã số 34. Rồi, cuối cùng đây. Vâng, cuối cùng là xin mời em. Cuối cùng đi. Em số 35 con dê. 35 là dê già hay dê trẻ này? Dê trẻ không? Này vệ đế cũng 35 là dê trung hả? Vâng, cây này là số 35. 35 à, mai là 50 năm tuổi. Số 35. Mai lớn, à, mai lá vâng, lớn ra đen. Mai lá lớn ra đen. Mà cây này nó gọi là cây đế lùm. À đế lùm. Vâng. Cái dàn bộ đế của nó là 100 131. Chiều cao của cây này là đi 69. Tàn rộng của cây này là 91. Cây này nó còn tí sẹo đây anh ạ. À. Ừ, cũng còn đang cắt giật ha, giật vâng, cái gì cắt giật đây này. Đấy là anh em đây này. Đấy. Cây này là số 35. Là cây này là em giao lưu với anh em là em lấy 3 triệu à quên 5 triệu, 5 triệu. 5 triệu hay tác phẩm tác phẩm mai chưa thấy. Số 35 là 5 lớn, triệu. Da đen 5 triệu. Già cực kỳ là già luôn. Rồi cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Năm Thu rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian với báo để xem phát clip này. Và nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi Quảng ơi, chúng ta cùng chào khách thôi. Vâng, thì em cũng xin chào tới anh Năm. Thế rồi cũng chào tất cả anh em trên mọi miền. Thế đã ủng hộ vườn kiểm của em là được một ngày một phát triển lên. Thế thì em cũng xin cảm ơn với thì anh em, nên là chúc anh em nên là khỏe mạnh. Thế rồi có nhiều sức khỏe. Thế rồi giữ gìn sức khỏe trong cái mùa Covid này. Chúc anh em thật là khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.